Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của em Thanh Hào Audio. Nhân cái dịp đầu tháng mới thì em xin gửi lời cảm ơn đến các bác đã ủng hộ em trong suốt cái quãng thời gian rất là dài vừa qua. Và để phục vụ cho các bác tốt hơn và có nhiều cái sự lựa chọn hơn về cái màu sắc âm thanh thì hôm nay thì em xin làm riêng một cái video để giới thiệu đến các bác một cái cặp loa rất là hay đến từ cái thương hiệu Victor của Nhật các bác nhé. Và em này thì có cái tên mã sản phẩm là Victor SX-WD500. Và lần đầu tiên thì được hãng giới thiệu vào cái tháng 11 năm 2006 với một cái mức giá xuất xưởng lên đến hơn 30 man các bạn, xấp xỉ gần 65 triệu tại cái thời điểm năm 2006 các bạn nhé. Và em này thì nằm ở trong cái series loa màng gỗ cao cấp của hãng. Vì vậy mà được người chơi audio đánh giá rất là cao nhờ cái sự mộc mạc, chi tiết và chân thực của cái cặp loa màng gỗ. WD500 thì là một cái dòng loa cao cấp nhất và cũng là cái size lớn nhất của cái dòng loa màng gỗ và sở hữu hai đường tiếng, một bass thì lên đường kính lên đến 14,5 cm và một tép đôm đường kính là 2 cm các nhé. Màng loa và tép thì cũng đều được đồng bộ, được hãng đưa vào đây sử dụng là cái vật liệu gỗ anh đào tẩm cái rượu sake với cái độ dày cực kỳ là mỏng các nhé, lên đến chỉ có 0,4 mm thôi các bạn. Đấy, đảm bảo cái độ lan truyền, tức là cái tốc độ truyền âm thanh được tốt nhất. Các hãng thì thường đưa vào sử dụng cái vật liệu như là màng giấy, màng nhựa. Các hãng cao cấp hơn thì có bát carbon hay là bát đá, rồi thì là màng gốm đúng không ạ? Có lẽ rằng là cái vật liệu gỗ ở trên thế giới thì vật liệu làm bằng gỗ mà sử dụng trên một cái màng loa cũng như là cái cặp tép thì chắc là chỉ có mỗi cái hãng Victor để làm thôi. Và hãng thì cũng mất rất là nhiều các cái thời gian để nghiên cứu và đưa vào đây sử dụng cái vật liệu màng gỗ sao cho nó vừa đảm bảo được cái độ lan truyền về âm thanh và cũng phải đảm bảo được cái quá trình cái độ nhún và cái quá trình sử dụng ấy nó không bị nứt răm. Đối với các bác chơi đồ gỗ lâu năm thì cũng đã biết là cái đối với cái không khí, cái thời tiết ấy thì nhất là cái vật liệu bằng gỗ nó có cái sự co ngót đấy, thì để đảm bảo được cái quá trình sử dụng nó không bị co ngót thì hãng cũng mất rất là nhiều thời gian để nghiên cứu đúng không ạ. Và cái cặp loa này thì có cái trở kháng ở đây là 6 ohm và độ nhạy của em này là lên đến 87 decibel các nhé. Và nó sẽ cho cái giải tần từ 45Hz cho đến 50kHz các bạn. Đấy, công suất đề nghị để kéo được em này là chỉ có 30W thôi, rất là dễ để đánh các bác nhé. Và nếu như mà các bác nhìn vào cái giải tần đáp của cái cặp loa này thì nó sẽ không thiên về tiếng bass các bạn, nó sẽ thiên về cái tiếng trung và cái giải cao. Đấy, vì vậy mà các bác chọn loa thì cũng nên là cân nhắc về cái giải tần số, rồi thì hãy mua cho mình một cái cặp loa sao cho nó phù hợp với lại cái đôi tai nghe của mình. Đấy, thì cái cặp loa này thì đối với các bác mà yêu thích cái sự bạo lực cũng như là nghe phải thấy tức ngực ấy thì không có chọn được cái cặp loa này, hay là không nên chọn cái cặp loa này, tại vì là em này thì hướng đến cái sự chi tiết này, mộc mạc. Đấy, thiên về giải trung và giải cao, chứ giải trầm thì cũng nghe cũng được, nhưng mà không có cái hiện tượng gọi là như kiểu là các bác nghe đòi hỏi sự tức ngực ấy thì không có ở trên cái cặp loa này đó nhá. Đấy. Và hôm nay thì sở hữu cái chiều ngang ở đây là 20.8, chiều cao này là 36.65 và chiều sâu này thì là 28.7, trọng lượng của em này là 9,1 cân cho một chiếc các bác nhá. Cặp loa này thì sẽ cho các bác mắc cái công suất ở đây là lên đến 120W cơ. Đấy, vì vậy mà sẽ đủ khả năng để cho các bác kê kích ở trong cái không gian 30m quay đầu thì rất là tuyệt vời đúng không ạ? Như các bác đã thấy thì WD500 thì được design với một cái ngoại hình khá là nổi bật. Các bác sẽ có một cái logo thương hiệu của Victor đặt ở đây ạ. Ở đây thì sẽ có một cái thương hiệu của logo riêng của Victor là nếu như các bác đã nghe những cái sản phẩm đĩa cũng như là cái đĩa than từ ngày xưa, các bác sẽ thấy là cái hình con chó và nó hướng cái họng kèn vào cái loa đấy ạ, là cái họng kèn đấy thì sẽ thấy cái hình này ạ. Đấy, tất cả thì thùng vách thì đều được phủ bóng bằng gỗ pialo hết ạ. Các bác sẽ có chơi được đánh hai cầu riêng biệt các bác nhá. Đấy, một vật liệu phủ bóng piano hết, màu này thì màu cam, các bác cũng có thể gọi màu cam cũng được ạ.
Và cái cặp loa này thì về hàng ở bên shop Thanh Hà Audio thì cũng chỉ có một cặp duy nhất thôi bác nhá. Một cặp loa rất là hay, rất là đáng chơi để dành cho các bác yêu thích cái sự mộc mạc cũng như là cái độ chi tiết của bài hát, như là các bác hay nghe cái nhạc của Phương Phương Thảo này, Chế Linh hay là Trường Vũ đấy thì nghe cực kỳ là hay bác nhá. Ngoài ra thì nó cũng có thể đáp ứng cho bác nghe các cái thể loại nhạc như là nhạc hòa tấu, đặc biệt là guitar hay là đàn tranh thì cực kỳ là hay, cực kỳ là tuyệt vời. Và cái cặp loa này thì về hàng ở bên em thì với mức giá chỉ có 27 triệu thôi các nhá. Đấy, các bác quan tâm về sản phẩm cũng như là có cái nhu cầu về mặt hàng nào đấy thì các bác hãy nhắn tin trực tiếp cho em qua số điện thoại hoặc là qua fanpage em có để phần mô tả nhé. Và em xin được dừng cái video này tại đây ạ. Hẹn các bác một cái video gần nhất để em test, để mời các bác cùng thưởng thức về cái cặp loa này ạ.